Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tiếng Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé. Phở Cần Thơ, Phở Cần Thơ. Đến với Thiếu Son, đừng quên ghé lại Phở Cần Thơ để thưởng thức các món ăn ngon đậm đà hương vị Việt Nam như phở, hủ tiếu, bún bò Huế, bánh canh, bánh mì, bánh xèo, cơm tấm và nhiều món ngon khác dành cho bữa cơm gia đình. Ngoài ra, Phở Cần Thơ còn có nước mía tươi ép ngay tại chỗ, thơm ngon, tinh khiết. Phở Cần Thơ mở 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nhân đặc biệt và to go. Gọi ngay 520-849-6317, 520-849-6317. Phở Cần Thơ tọa lạc tại 2746 North Hembo Avenue, Tucson, Arizona 85719. Chủ nhân trân trọng kính mời. Tháng 4 và những sự kiện về ngày 30 tháng 4. Hôm nay, Việt News USA mời quý vị theo dõi phần tiếp chuyện với cô Anh và cô Dung qua chủ đề tâm sự những người vợ của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nhân tháng 4. Trọng Phúc xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và thưa quý vị, khi nói đến ngày 30 tháng 4 là một cái tháng ra gọi là tháng tư đêm, và đây là cái thời điểm mà khi người Việt ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới đều ngậm ngùi khi nhắc đến nó. Và trong cái chương trình ngày hôm nay, Trọng Phúc rất là vui chào đón cô Anh và cô Dung đến với chương trình của Việt News USA. Xin chào quý khán thính giả. Và cho câu hỏi thử là khi mà nói đến ngày 30 tháng 4 thì cái cảm nghĩ của hai cô như thế nào về cái ngày 30 tháng 4? Thì mời cô Anh. Ngày 30 tháng 4 đối với tôi là một ngày phải nói là đau buồn lẫn thất vọng, bởi vì gia đình tôi thì nằm ở ngoại ô thành, cho nên tất cả các tin tức đều phải nghe qua radio. Mà sau khi nghe đúng sự văn minh ra lệnh đun súng đầu hàng thì tôi đã khóc. Tôi không nói được nữa. Mời cô Dung, cái cảm giác của cô như thế nào khi nhắc đến cái ngày 30 tháng 4? Ngày 30 tháng 4 là một ngày trọng đại. Mà khi lúc mà giặc tới thì nhà tôi, tức là nhà tôi ở 30 tuổi. Tôi đã, bữa đó là đánh ngày 10 tháng 3, tôi đã bỏ nhà ra đi. Tôi và ông bà ngoại với lại các chị, cái nhà tôi chỉ có vợ chồng hai bố mẹ tôi với lại là năm đứa em gái, và tôi mới là 6, còn một con ở trong Sài Gòn. Thành ra là chỉ có 6 chị em tôi chạy đi thôi. Mà cái con em kế tôi là nó không có gia đình, nó hai vợ chồng hai đứa con, thì là cùng là xách gói ra đi, đóng cửa lại, khóa cửa lại, khóa cổng lại, làm đủ thứ hết, chó thì để ở ngoài sân, rồi bắt đầu mình ra mình đi. Thì đi ra cái con đường đó là coi như là nó đã kéo dây điện thoại một thứ ở ngoài đường rồi, mình chạy sẽ cứ mình thấy như vậy, thì mình nói là nó là không đi được, quay về nhà, về nhà thêm ngủ thêm một đêm nữa, cũng không có dám ra đi. Xong một thêm một đêm nữa thì có người vào giật cửa nhà mình, thì không biết cái đó là trộm hay là chắc không có phải là bị cận đâu, trộm nó vào. Thì nó nghĩ rằng mình đã đi rồi, thấy mình sắp đi rồi thì nó đi, nó vô giật cửa.
thì mình sợ quá, nhưng mà cửa nhà mình khóa kỹ lắm. Lúc đó là cả gia đình nhà mình ở dưới hầm chìm mà, nhà tôi có một cái hầm nổi và một cái hầm chìm. Hầm nổi là buổi tối á, tại nhà tôi sát với trường, thành ra đêm nào cũng mẹ con cũng chui vào trong cái hầm nổi đó. Tại vì ông xã tôi, ông nước đổ xuống sư đoàn 25, cho nên không còn 23 nữa, tức là có hai tấm, cứ hai tấm đi, hai tấm đi một á, làm chồng chồng lên rồi bắt đầu để cắt lên trên, để làm cái hầm nó kỹ lắm, nó là một cái phòng. Thế là mẹ con tôi là cứ tối vô nó ngủ thôi, và khi nó đánh là phải chạy sang nhà bà ngoại. Tại vì là một dãy nhà đó là 5 căn của nhà bà ngoại đó, là cứ thế là chui sang đó, là chui xuống hầm chìm mà ở thôi. Nên nó giật cửa thì hôm sau là bắt buộc phải ra đi, không có dám ở nữa, không biết là người nào. Là bắt đầu mẹ con bắt đầu dắt nhau ra đi, dù cái dây điện thoại nó kéo nhiều nhiều hơn ngày hôm trước, nhưng mà cũng phải ra đi. Đi ra được có là khoảng cái chừng độ 100 mét thì gặp được cái xe đen, xe chở cây á. Thế thì là nhà tôi mới, tại vì ba tôi hồi ông nó là cảnh sát, cho nên là nó là biết nhiều về những cái xe đó. Với lại tôi có một ông chú đó, thì ông ấy làm ở tòa án, cho nên ông cũng biết nhiều về xe đó. Thì thấy cái xe đó là xin đi, xin đi thì lô là tôi trèo lên, trèo lên cái xe bè nó đi, nắng nắng nóng luôn đấy. Lúc đó có chồng gì đấy, không có chồng nhất mà tôi bốn đứa con, đứa lớn nhất mới 9 tuổi và đứa nhỏ nhất thì mới có 15 tháng. Tôi mới đem đi thì tôi đem theo cả đó, đem theo cả thì tôi á mới răng cờ trắng lên là phải lấy cái tạm và cột lên cây để mà bắt đầu mà chạy. Chạy vào trong rừng, bắt đầu mình mới lua ra đường khác, chứ mình đi chạy trong thành phố mình cũng có đi được. Bởi vì nó đã đóng vào cái chốt công an rồi, với lại cái phi trường đó là mình cũng có đi được, cho nên mình phải đi vô trong rừng rồi mới ra được. Và thứ nhất thì bắt đầu ra quốc lộ 21 thì bắt đầu đi lên Phước An, tức là Phước An cách ba mươi tuần là 30 cây số, lên đó nằm ở đó không có đi được nữa. Tại trên kia nó cũng có cái chỗ ở trên đó nữa rồi, thế là mình phải nằm ở đó. Nằm ở đó cũng được 2 đêm. Thì tại vì trước khi mà ba tôi mà ông ấy đi lên cống trại 100%, thì ông ấy nói là mẹ con không có được đi đâu hết, hầm chìm nhà mình kỹ rồi, thì bây giờ cứ ở nhà, không có được đi đâu hết á. Ở nhà nếu mà có chết á, nếu mà chết hết ở dưới hầm á, thì tôi về tôi chôn với mẹ con nằm dưới hầm luôn. Còn nếu như không á, thì tôi sẽ mỗi người mỗi cái hòm chôn đàng hoàng, chứ đừng có chạy đi đâu mà đói khát. Thế ông nhà tôi nói như vậy, thì ở nhà nói thầy nói như vậy mà sao mà mẹ cứ đòi đi, à bảo đi chứ tôi ở nhà nó chết. Thế rồi bắt đầu đi lên đó thì ở Phước An, ở Phước An ngủ 2 đêm ở cái xưởng gỗ của ông dòng cha Thiên Hòa đó. Ở đó 2 ngày thì bắt đầu mới nghe ông già tôi cứ về, mà về cũng được. Tại vì cái chốt đó công an thì bên kia phi trường, mà nhà tôi thì bên này phi trường, thành ra ông không thể nào cũng về được, tại vì đã đóng cái chốt đó rồi. Ông về được cuối cùng là ông vừa khóc ông vừa đi, tức là khi mà đến ngày thứ ba thì ông gặp được nhà đó. Và ông mới nói rằng là thầy sợ quá, thầy cứ về nhà, tưởng là ở nhà không dám đi. Nó nói một đàn ngôn ngữ mình phải chuyển theo ý nghĩa là biết, chứ mà nghe thầy thì chắc chết hả? Là xin bố nó thành ra là nhà phải tính toán để mà đi, thì con là dẫn đầu thì bây giờ lên xe thì người ta chở đi thì mình đi thôi. Thì đi ra đây xong bắt đầu là ông già tôi mới nói rằng là bây giờ á là có chiếc xe lúc bị hư ở ngoài đó. Tại vì hôm đó thằng em trai tôi nó lái máy bay xe lúc nhưng mà chết đi, bị bắn vào mũi bà đen. Tuy nhiên nó chết rồi đó là 53 rồi, thì lúc đó là bạn nó nằm cái nạn nhân đó lên trên đó để chở người ta từ Pleiku xuống, cứ thả từ Pleiku ra đánh Pleiku trước, thả xuống đây để cho nó chở đi một chặng người, là chở xuống đó. Không có đi được thì tôi mới nói với bà con là chạy ra, thầy chạy ra ngoài cái xin đất đó để mà xin đi. Xong cái ra mà nó thì nói là cái xin đất đó nó bị hư rồi, thì biết là nó hư thì nó có tụi nó đứng ở đó mình mới xin được chứ. Xong đâu đó rồi thì bắt đầu là thì nó hỏi là gia đình nhà bác mình nên có đủ người không, con sẽ thay mặt anh Quang, tức là thằng em của tôi tên là Quang, con sẽ thay mặt anh Quang, con sẽ chở gia đình về Nha Trang.
Thế là nó mới hẹn lên cái vườn khoai của cái ông tiểu khu trưởng đó, tôi cứ gọi nó là tiểu khu trưởng đấy, yeah. Ông Thái đó, ông kêu tao Thái đó. Rồi cái bắt đầu lên trên đó thì bắt đầu ông Thái á là ông không có cho nè gia đình nhà tôi vô trong cái vườn khoai, ông đóng cổng rồi. Cái chuyện đó là ông làm chuyện gì thì không có biết, yeah. Nhưng mà là đại khái là tiền bạc thì bắt đầu mới xin, lúc đó là ông làm đúng cái gì của ông vậy đó. Nhưng mà mình thì mình quá lạnh cái liệu xin lúc đó rồi, yeah. Mà người ta đã nói với gia đình nhà tôi gọi là thì giờ tôi cứ lên ông chờ không được, nó không cho vô, không cho vô, ông cứ ra ông còn đóng cửa bắn chung quanh nhà để cho mình tới sợ, à, sợ nhà ông sợ thì ông già tuổi quanh ra nhà mình sợ ai đi ai nhà nó mình ăn mình ngủ ở nhà nó đi rồi đến chiều cái chuyến trọ mình bắt đầu cái này bỏ ăn bắt đầu là mình ăn mình ngủ ở trong đó rồi tới 4 giờ chiều đó, 4 giờ chiều gì đó thì bắt đầu nghe tiếng bạn bè mình mạnh bắt đầu mình ra là mình chuyến trọ chuyến đó mới đưa mình thẳng Nha Trang. Mà lên đó nó hỏi là nếu như đó mà con phải đi Nha Trang hay là xuống Khánh Dương, à không phải Nha Trang, phải xuống Khánh Dương hoặc đi lên Vương, yeah. Cho người ta xuống bớt chứng nặng quá, mấy anh con nặng quá, yeah. Xong nhà tôi mới là ừ, xong rồi nó hỏi lại thì đi mà ra nhà tôi lên thì nó đưa đến cái hộp lê để cho nhà mình ăn đó, yeah. Thì nó mới cười đó, cái gia đình nhà đó đi mừng gặp thì mình hiểu đó, yeah. Thế là nhà tôi nó đi lên Vương. Người ta thích được biết là họ cũng biết lên đấy, yeah. Họ cũng biết họ cũng biết là không phải họ biết là nó là mình lừa người ta, cho nên là cũng khô lắm. Đi lên vô lên xuống Khánh Dương người ta người máy bay không có ai xuống hết, thế xong bắt đầu là mình đuổi hết số thì mình đuổi về trên đó mình ta sẽ đuổi xuống thì người ta cũng cầm xuống, yeah. Cầm xuống hết xong bắt đầu là nó bắt đầu là nó cứ sợ mình mặc xuống dưới cái lên đầu mình đuổi hết đó rồi người ta cũng đang nuôi thì nó đóng cái đuôi lại cái bàn nhạc mình leo lên lại, yeah. Rồi là đi về Nha Trang. Cái đêm đó là tôi về tới Nha Trang mà coi như là mấy bữa ở trên đó không có tắm rửa gì đâu, nên là đầu cát bụi như là nó thì đứng ghê nước đi chạy giặt mà lại chạy làm đứng ghê ghê nước mà lúc đó là tôi cũng một bé thì cũng được tắm cho nó không tôi cũng nước đã tắm rồi làm rồi bắt đầu á đêm đó tôi khi em được tắm rửa nó chạy ra luôn nhà cái sạp quan, mặt mưa nó sung sướng quá, thế là tại hồi nào rồi mình nhảy mình nhảy nó một cái đó, xong rồi đó rồi cái tôi nói là thôi không già cũng phải chứ, thôi con á Trần con ở Sài Gòn 55 tức là ở trong Sài Gòn cũng chỉ hiểu nghĩa là con phải rời Sài Gòn, con không có được ở trên nhà ở trên này của thầy nữa. Để theo lại đây thì chỉ lo cho 5 đứa em thôi, yeah. Với lại cái con khi nó có chồng rồi thì nó bây giờ nó là dạy học La Sang mà, yeah. Nó đâu có gì đâu thì thầy phải nuôi nó, yeah. Còn con thì con phải đi về Sài Gòn để mà ở chồng con, chứ bây giờ là làm sao bây giờ thầy không thể bây giờ đi rồi là hết tiền rồi, đúng thầy không thể nào thì nuôi con được nha. Thế xong tôi mới nói là thì giờ thì con đi, thế là qua sáng hôm sau tôi ra một thị trường, mình đâu có vé đâu, yeah. Ra một thị trường thì tôi gọi là thì con bạn của ấy, má nó với lại má tôi với thầy tôi là bố tôi á, là cùng bạn học với nhau thì có mấy đứa con nó bạn vé quay trong đó, yeah. Tôi mới tới ông ngoại dưa để cho tao nói là tôi là một vé này còn bốn đứa nhà hoàng thì chỉ có 3 vé thôi, còn con bé thì nó cũng đi lượt, yeah. Nó với con nhỏ làm nữa, yeah. Nó làm này phải để cho tao 4-5 vé gọi cho bây giờ người ta phải dẹp được hồi nào bây giờ đang ra con nhé, người ta đâu biết đâu mà thằng An, yeah. bây giờ nó này ra bây giờ làm sao chút xíu cho ta lên chuyện nữa đó. Thì cũng lên được nhưng mà phải trong mấy người ta lên chuyện rồi mày mới lên sau nó ở trong cái lượt, nhưng mà cuối cùng là cái chuyến máy bay đó nó xuống Huế thì Huế bị mất rồi nó không xuống được, yeah. Thì nó mới quay về Đà Nẵng, là Đà Nẵng đâu có cái chuyến bay đâu, thì nó thả người ta xuống hết đó, thì làm sao đó làm thế để thế là máy bay nó vô công, thế là ai cũng được đi hết, thế là mình đi một ngày ngồi về trong Sài Gòn, yeah. Trong Sài Gòn thì không có những ngày đâu, bây giờ phải từ từ những ngày chứ mà, yeah. Không có những ngày đâu, yeah. Rồi bắt đầu tôi mới ở đó. Rồi sáng tôi ngủ đêm, sáng ngày mai tôi mới nghe thì nói rằng là ông xã tôi cũng đem lính đi học gì Vũng Tàu, yeah. Tôi lại là sắp con tôi đi, nhưng mà 3 đứa lớn tôi để nhà tôi chỉ sắp có một mình như con
thì ông thẳng lên rồi ngồi xuống đó cái công bằng của xong rồi nó đã đặt ở trên đó rồi xong bạn cứ bả đi về từ đúng hiện tại chứ xong ra ngoài bạn xong rồi đi được tôi để thời gian đứng lại chứ tôi đi được mà tôi chỉ có ấm cái một mình con bé này thôi còn ba đứa kia nó đi nguyên lý gì tôi không biết nó đi đâu chứ ông giận rồi ông mới nói chứ bà là đi là bỏ con tôi nói bỏ con sao được tôi đưa giao cho lý gì thì tôi chỉ có chữ con bé để chứ thế ông nói tôi đi rồi thế ngày nay tôi xin phép tôi đi tới về Nha Trang tìm con tôi xong rồi xong rồi nói chứ bây giờ phải là đổ nó xuống rồi phải là xuống một lúc tốn quá hết rồi về đến nhà rồi nói chứ vậy thì tôi lên xe cái đồng nào cũng đưa tôi ra xe đò đi về đó xong nói như vậy tôi lên xe và lên xe đi ông chở về Sài Gòn về gặp tất cả rồi bố mẹ tôi cũng về luôn ông biết là ở đó một ngày là ông cũng rét ông cũng phải chạy về tức là cũng bị nghĩa là ở dưới chỗ Bình Tuy nó cũng chân ở đó nhưng mà tối hôm đó là đi trước một ngày thì con đi được tức là đi được ông đưa đó đưa tất cả mấy mẹ con xuống đó rồi ông lại quẩy về Nha Trang lại tại con ăn năm được mà mà đâu có biết rằng là người ta đã hết rồi đâu rồi bắt đầu ông lại phải bò về ông lại phải chuyến sau là phải đi về Vũng Tàu xong bắt đầu mới lên về thì nó lại đó lại về trên Sài Gòn lại thế là kể từ đó là ông xã tôi gặp lần đó thôi ông bắt đầu là không còn cho miếng đi học nữa và phải trở về sự làm lắm là bắt đầu đi đánh giặc và lúc đó tôi nói sao mà mình ngu quá vậy mình nói ông ấy là ông ở nhà đi kệ cha lính rồi là ông chưa trốn với tôi đi ra ngoài bến tàu để đi qua mấy cái chân mắt mới thì mà lại đi lên đó làm gì xong thế tôi mới nói về chuyện về rồi ông về ông nói sao tôi nói là sao ông bảo cái trung lập mà bà tôi nói trung lập cái búa ở trên trung lập ông có đi với tôi hay không ông nói là đi bây giờ nó để ông ngoài đầu ông bảo ông có được không không xong rồi ông nói như vậy ông bảo thôi tôi không có đi đâu ông lên tôi đi lên tôi đi hành quân với lính ông lại lên lại ông đi hành quân với lính rồi coi như là ông về khoảng một tiếng đồng hồ thì bắt đầu là ông đi biển biển cho tới cái ngày 30 là dân cái bố đạo cái hàng đạo thì bắt đầu gọi là xong rồi tan đàn rồi tôi cứ nghĩ là chắc ông chết thì dưới cùng rồi nhưng mà tôi cũng đi tìm tôi ra xe tôi đi từ đó lên Tây Ninh tôi đi từ Phúc Bọc đi tới đúng như tôi đi tới Hậu Nghĩa tới đây tôi hỏi thì người ta nói rằng là ngày hôm qua là những người ở dưới trường học họ bây giờ không biết ở đâu tôi lên trên cửa lên bên đường tôi hỏi để sợ coi ông có chết ở dưới cùng để mong và lấy sáng về mà chôn chứ không có nghĩ là nó là sợ ở đâu rồi bắt đầu tôi lên đó không có tôi lại không lên tới bên kia không có quay trở về thì ông đã về nhà rồi anh được về nhà cũng cứ lời về nhà rồi sao tôi là cởi quần áo ra mặc bộ đồ đen rồi về nhà từ đó rồi đi là ông xã được ở nhà được mấy ngày đó là bắt đầu làm ông kêu là đi với thì là lên dưới một cái trường gì ở trên chỗ bán chị đó rồi bắt đầu ở đó có sáng tới chiều là bắt đầu mấy đêm đi này đem đi chỗ nào cũng biết không biết đây cũng lên kiếm lại chứ coi sao mà còn ở đó mà lên đó tối đó là ba cũng đem đi luôn rồi và từ đó mình đi cho tới cái ngày cho thăm nuôi ngày đầu cho thăm nuôi tức là khi đó là ông đỡ nó đưa về nhà thì mình báo cho mình từ thăm nuôi đó là nó đã đỡ mà cũng cho thăm nuôi là báo về siêu âm 18 ở Long Khánh á cái là người nào người đó dắt xíu đi lên trên đó nó thấy đông quá nó cũng làm như cái nhà để cho mình thăm nhưng nó thấy đông quá nó dỡ mẹ nhà ra nó không cho thăm nữa rồi mình chờ từ sáng tới chiều thì mình cũng sẽ đi về rồi đi về xong rồi đó rồi nó đã coi như là mất tin tức luôn coi như là lúc đổi tiền là nó đưa với ông ra ngoài Hải Phòng rồi đi lên đi Hoàng Liên Sơn cho tới sau này là bị Trung Quốc nó đánh thì bắt đầu mới được đi về chạy ba sao và về cái chỗ Nam Định đó thì khi đó nó bắt đầu mới đánh thì lúc đó tôi ra thăm đó thì khi đó tôi thăm được thì
nó gọi ở ra thăm ông máy là nó là má mày thăm má thì nghĩa là mua cho tôi một cái viên ông máy là nó nói gì má mày mua cho tôi á 100 km 50 km đỏ kẻ ra ra ngõ ra kia nó là đường trước là có thịt luộc có thịt kho mà mua gà mái dầu cái gì cũng đợi ngon bơ bơ cho tôi nữa đó cái là làm cho tôi 2-3 kg là thuốc cái nghĩa là nghĩ được cái gì không còn cái gì ở trên đời mà cái gì mà ngon lắm nhớ làm sao mà lên được nhưng mà không tôi cũng đang ra năm bình tôi cũng mua cũng hớn tôi cũng mua 100 cái bánh cuốn thì giờ mình bánh chưa mình ra mình mang mua 100 cái bánh cuốn rồi mua cho hay là 50 km 20 km đặt đem vô đi một xe xích lô xong mình vô tới chỗ đó thì là có cái xe của chặn nó ra nó đi chợ rồi nó mới chở mình vào nó lấy tiền là bắt đầu là tôi đi được thì chở đi được chỗ đó thì vô thăm là ngủ một đêm sáng ngày mai tôi đi nói với cái chú mà gác cổng nó người ta cũng đến cố bắt ra sáng mai chú làm cho tôi 2 con gà luộc cho tôi 2 con gà nha để em đây để khó cho tôi 1 con gà để nó ăn mấy ngày sau đó còn đi có những bài luộc đó với lại lấy cho tôi 1 cái nếp cho bao à để mà cho khoảng cho nó hạt để ăn nhắm nó để đâu mà làm để nó ăn nhiều thì nó chơi đồ được chỉ có 1 lần mà thôi rồi sau này là lúc cũng phải 2-3 năm sau thì là nó cho về ông nội anh cho hết người yêu sau chắc cũng còn cái gì để nấu nữa là nó đem đâu đi một đi mấy ngày về tới đó tới Quy Nhơn nó lại cho xuống Quy Nhơn ra Quy Nhơn ông vợ mua rồi nó cũng đồ thì cho hết đồ rồi bây giờ nó lại muốn gì ở chỗ nào ở đây cuối cùng là em về đi cô em về đi cô rồi bắt đầu là cô đó đi đang đi đêm 12 giờ đêm 1 giờ sáng rồi đang đi đi trở về nhà tới đó thấy nó quẹo lên nó ông nó xong rồi nó lại đưa mình vào thành nữa ở cái chỗ hồi xưa thì nó nó đưa vào đó là ở trên đó tới năm đi 75 mà tới 85 mới về đó là cô anh chị cũng hơn còn cô anh thì cái ngày 30 tháng 4 thì lúc đó cô đang ở đâu cô đang làm gì thưa cô cái gia đình của tôi nằm ở ngoài ô thành cho nên là khi tôi thấy bóng dáng một vài anh bộ đội đi ngang nhà là tôi biết sao rồi là tôi chỉ lo sợ cho những ngày sắp đến phải sống với cộng sản Bắc Việt thì lo thôi bây giờ đến tháng 6 thì nhà tôi bị gọi đi tập trung gọi đi tập trung thì đi 5 năm rưỡi ở Hàm Tân Thượng Hải nói là may không phải giá bắt là đã thi rồi thì chúng tôi thì cũng đi thăm nhưng mà cái số tôi thì nói chung là may mắn gặp được một ông bố tháo mát giỏi ra cho nên là cụ với lại 2 thằng em trai thì đi ra chợ trời buôn bán xe cộ xe đạp phụ tùng xe là cái thị hiếu lúc đó của anh mấy anh bộ đội thì buôn bán như vậy thì ông cụ nuôi mấy 3 mẹ con thôi đấy đến tháng 6 thì nhà tôi đi tù thì đi tù thì đi thăm cứ 2 tháng rồi thì nói là ngay thì tao thương cả người tù lẫn người thăm Đi khi mà đi tù như vậy mình vô mình thăm nó có dễ không thưa cô? Nó có đòi hỏi có khó khăn là nó dễ nó rất dễ đi vào cô là trình giấy tờ một kia ra này nó bảo cô đó trong thì tù ra ngồi đối diện thế là hai bên nói chuyện không được khóc nếu nếu đúng rồi nhưng mà có gì có tính là sao không có khăn ví dụ như thế này thì ngồi đây mình đã đánh được không? Không, không do, em cũng chẳng đánh được ngồi đầu bàn Không nói gì nữa. 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 Không nói gì nữa
Với lại nói là hai tôi mất thời gian cho mình ngồi nói chuyện mình bao lâu? 30 phút. Thì tôi được một tiếng. Tại sao quá, chắc sao quá, chắc một tiếng. Tôi có một cái kinh nghiệm là hồi lúc tôi còn trẻ, năm tôi 17-18 tuổi, tôi có làm cho mấy cái tiểu đoàn tâm lý chiến. Do đó mà tôi hiểu rõ về cộng sản Bắc Việt như thế nào. Ngay hôm mà nhà tôi đi tù, tôi có nói ông là sách cái mồm của ông chỉ của ông mà đi có 10 ngày đừng nghe những gì không sao đâu. Ông mà đi có 10 ngày ông đem lên cái lọ thuốc của người Mỹ và người vô cái người ta. Tôi bảo ông thì đi có tôi nói ông không nghe. Quả nhiên phải mua chuyến đi ăn sau là phải mua mồm đem vào. Chỗ của bà được nằm mồm chứ ở đây tôi đâu có nằm mồm nữa. Không, cái ông mồm này phải nằm mồm chứ, không mồm nó gắn chết mỗi lần mà. Nhưng mà cái khi mình đem đồ vô thăm nuôi á thì họ có cho gia đình mình sử dụng không, là phải nó cắt xé mất những cái đồ đó? Cái đó thì mình không biết. Nhưng mà sau đó là nhưng mà nó kiểu từng món á. Chứ là mình từ cái giỏ mà mình đã đem nó vô nó chính phải nó cầm từng món nó bỏ qua giỏ cho mình. Nhưng mà sau đó là người nhà của mình sau này có để lại là không lấy. Tại vì toàn thức ăn món muối quê mùa nó lấy ra ngoài không phải, mà nó cũng không có cơm đâu mà ăn mà lấy làm gì. Đúng là thì cái cán bộ coi tù nó cũng đói đi tù. Nó cũng không no lắm đâu. Cho nên là mấy anh tù cũng chia sẻ với nhau, chia sẻ cho nó để cho nó đối xử với mình cho nó lịch sự chút. Có thế thôi. Một cái kỷ niệm mà nếu mà nói là kỷ niệm thì quả là sau đó tôi cũng rất là hối hận. Là khi tôi đi vào phòng tù lúc đầu tôi nhốt ở số máu Biên Hòa, tôi mặc cả giáp kết này dù nó vào không vào, chị phải để cái áo này ở ngoài hàng rào chị không mặc vào được. Tôi thì làm cho tâm lý chiến cũng mồm mép ghê lắm. Tôi bảo người các chú đã nhốt rồi mà thấy áo thì các chú hãy còn sợ à? Thế tôi nói thế thì nó tự ám. Thế chị không ấm. Mình đâu có ngờ rằng những cái gì mình nói, những cái gì mình làm mình tưởng là hay lắm. Nhưng thật sự ra là nó sẽ đi chồng mình. Đó, mình về rồi, mình suy nghĩ rồi mình mới thấy hối hận. Thì đã muộn. Thế là nhiều khi mình phải nhẹ nhàng đi. Đó là máu khó chín khó khăn. Dạ, đúng rồi. Với lại cái loài mà Việt Nam Cộng Hòa là bất khuất. Không có chịu. Không chịu lùn cuối. Không chịu lùn cuối. Tôi không chịu lùn cuối ai bao giờ. Ngay cả những cái ông sếp Việt Nam mình ngày xưa làm chung ấy, tôi bị đuổi mấy lần. Còn sau khi mà các chú đi ở tù đó thì cái cuộc sống hàng ngày nó đảo lộn như thế nào? Mình cũng biết là khi mà thời điểm mà trước chiến tranh đó thì gần giống như là các chú là cái người trụ cột gia đình lo việc, giống như là gần giống như là toàn bộ về cái cuộc sống hàng ngày đó. Tôi hiểu một là với một người phụ nữ chân yếu tay mềm thì cái công việc của tôi hàng ngày là cơm nước và trông hai đứa con thơ. Thì như tôi đã nói là bố tôi là một người đàn ông tháo vát. Cho nên là cụ xót con gái, cụ sợ rằng tôi đến bôn ba thì tôi sẽ vất vả rồi thì tôi sẽ lọt vào mắt mấy người kỳ cậu. Rồi tôi sẽ thế này thế kia không tốt. Cho nên cụ bảo ở nhà trông con bố luôn. Thì tất cả các nữ trang này tôi đi lấy chồng tôi đem tôi bán. Bán đi để mà lấy cái vốn đó đưa cho cụ để cho cụ kinh doanh kia để cụ nuôi. Có thế không? Nhưng mà sau khi mà ở nhà trong thời điểm đó thì công an trong khu xóm thì kia nó có làm khó dễ mình không? Không làm khó dễ mà còn quê cái thằng trường công an phường 18 quận Tân Bình, thằng đó là tên nó là Võ Sơn, là con nuôi của Võ Văn Kiệt.
nó về tận trường công an của cái phường 18 quận Tân Bình. Nó đề nghị là nó lấy tôi, nó nuôi ba mẹ con. Yeah. Tôi trả lời với một cô cũng hết sức là muốn ở cô. Tôi bảo, tôi thà lấy thằng cô Ly, cô Leo, nên tôi không lấy kẻ thù chồng tôi. Nó trả thù nữa. Nó lấy mất cái nhà và đất của tôi. Tôi đã trong vương nhà thế. Rồi trong khi mà chú ở tù thì giống như là cô nói, thật sự là mình không thể tin được khác. Và khi mà ở tù chỉ là 10 ngày thôi, cuối cùng là 10 tháng, 1 năm, 2 năm. Cái sự chờ đợi đó, mình có nghĩ là mình có cái hy vọng không? Tôi có hy vọng chứ. Yeah. Bởi vì tôi như đã nói là tôi làm trong cái tiểu đoàn 79, tôi không làm gì vì công sản. Yeah. Nhưng mà có cái là tôi nói mà ông chồng tôi là sĩ quan nghỉ dù mà ông không tin. Yeah. Thế mới lạ chứ. Dạ, yeah, tại vì ông nghĩ là... làm quan quá. Cho nên là tôi cứ là... thôi, mình nghĩ là thôi tuổi xuân của mình hết rồi. Yeah. Năm 75 mà tôi 25 tuổi. Yeah. Hai đứa con, 1 năm tuổi, 1-2 tuổi. Thế rồi ở chung với cha với mẹ với anh em thì cái nhà rộng lắm, to lắm. Thế thì ở chung như thế thì tôi sẽ không có đầu óc, cũng sẽ không có suy nghĩ vớ vẩn lăng nhăng lâu thôi gì hết. Yeah. Tôi nghĩ là cuộc đời mình đến đây là hết rồi. Yeah. Thôi chỉ là còn mình không dính dáng các kẻ thù. Yeah. Dù có một hoàn cảnh nào chăng nữa cũng không thể lấy kẻ thù làm chồng. Yeah. Thế là bố tôi nuôi ba mẹ con thôi cũng được cái may là sau đó vài năm thì dần dần cũng dễ thở. Yeah. Rồi sau đó vài năm thì em gái tôi ở bên Mỹ gửi đâu thôi. Yeah. Là cái cuộc sống nó nhẹ nhàng. Thế là cuộc sống nó nhẹ nhàng, tôi không phải gồng gánh buôn bán, không phải là mưa dãi nắng. Yeah. Tôi là một trong những người là may mắn nhất cái hành tinh này. Yeah. May mắn nhất cái miền Nam Việt Nam. Yeah. Bởi vì không có lọc qua cái chế độ mà cái tuổi công an phường nó cũng dễ dãi, tôi nó cũng không bỏ tôi đi kinh tế mới. Yeah. Hay điểm, điểm. Yeah. Đôi khi tôi suy nghĩ lại tôi thấy là tôi có một cái thượng đế đã che chở cho tôi và cho tôi quá nhiều cái may mắn. Trong chưa phải đông anh năm nay bao giờ. Yeah. Nhưng mà thì cái ngày mà chồng của hai cô về đó thì cái cảm giác của mình như thế này. Mình có biết trước không? Không biết trước. Bởi mà tôi đã hôn, tôi thì chưa biết trước. Bởi vì nó có cũng như vậy. Nó bảo tôi đi lên trên... Không, không, nó không nói thế. Nó bảo tôi là đi lên đón chồng về. Đó, đi đón chồng nó đấy. Thì tôi nghi ngại. Yeah. Không biết tôi không bao giờ tin tưởng vì con cả. Tôi mới sai của em chứ bảo mày đi thì xem nó đi. Con bé đi xe đỏ ra Hàm Tân, Thượng Hải vào đến nơi. Nó bảo người nhà phải đó. Bây giờ là về là phải khuyên chồng học cho tốt, cải tạo rồi nhưng mà cũng phải học tập cho tốt theo đường lối của đảng. Khi ba ngày sau mới bảo đi về. Ba ngày sau mới bảo nhưng mà nó cho tiền để xe. Thì nó cho tiền để xe nhưng mà nhẹ ông nhà tôi ông ở từ bên mua mà nó không cho tiền lấy đâu nào để xe. Nhưng mà cái mặt của chú là không còn về là bất ngờ. Về là bất ngờ. Không biết nó có nói ở trong nó không mà chắc không có đâu. Yeah. Có thì ông đã không biết thơ. Yeah. Không có. Tôi là ông tôi đang là buổi trưa ăn cơm, tôi đang là ngồi rửa chén. Yeah. Có cái ổ chó nó chui qua cái hàng rào đó bằng này này. Yeah. Tôi đang ngồi rửa chén và tự nhiên cái linh tính của mình nó này, tôi nói của cái thằng cha này nó đi nuôi dạng râu để trời. Tôi mới nói này, tôi nói cuộc trời. Tôi bắt đầu tôi bỏ chén nó ra, tôi kêu tụi bay bay ơi bay mày về. Yeah. Nhưng mà khi mà về lại nhà ở rồi đó
thì có quản chế, quản chế một cổ ống là mỗi 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 tổ tìm ra cái ghế không gì vậy, mỗi tổ phát ghế lên trên khối ngủ, mỗi tổ như vậy mà trong 2 năm ngủ trên đó, ngủ trên khối không ngủ nhà, ngủ 2 năm mỗi nơi một khác. Dạ đúng rồi, mỗi nơi một khác. Nói chung là quản lý thì là mỗi cứ phát chấp lên trên đó, ngủ sáng này đội dân quân nó về thì mình mới về, còn tối chúng mày ngủ tao ngủ. Nhưng mà nó phải đi đát, nó phải đi trực, còn mình nhớ là ngủ thẳng cẳng. Dạ. Với hồi nói là ông xã cho ông về đó. Khổ quá. Ông khi ông được về đó, thì tôi mới nói rằng đó là tôi xin cho ông ấy, tôi trồng cà phê, tôi trồng cà phê thì tôi mới xin đó là tối cho ông ở dưới đó, ông mới canh cà phê, chứ cây cà phê mới là bầu thì bỏ ra, thì một đêm mới là tụi nó ăn cắp xào thì còn đâu giá cây của mình, mà lúc đó là mới đầu tiên mà 19 đồng một cây, mà như mà một mẫu ở đây thì tôi mới nói là thôi tôi lên trên đầu mà tôi mới xin cho ông mới được ở dưới đấy một tuần lễ để cho cây nó gắn lễ, thì tụi nó cũng có bắt, nó cũng có lấy nữa. Rồi xong nó nói tôi thì tôi cho ông ở được, nhưng mà tôi sợ ông vượt biên quá. Tôi nói ông, nhà tôi nếu vượt biên là 5 đứa con gái tôi, chúng nói thẳng vậy đó, nếu mà vượt biên là 5 đứa con gái tôi nó đi rồi, nhưng mà không có đi, nhà tôi không có đi, bởi vì nhà tôi có thiếu ăn cho nên tôi có đi, nhà tôi đủ ăn, không có đi làm gì đi được mà chết ở dọc đường mà nuôi cá hay là mấy ông bắt tôi để mà lao động, cho nên bởi vì cho nên 5 đứa con gái nhất thì không đi, mẹ cho đi không, nhà mình không có thiếu ăn, không có phải đi. Hỏi đây, mình không thiếu ăn mình phải đi, mình cứ ở nhà. Thì cuối cùng mà cho phép ở cho nó đâu phải cho ăn cà phê để cho nó bé trẻ. Chứ không thôi nó người ta xác đi một có một đêm đó là nó lấy 3 xào cà phê, cà phê nó đào lên để nó bán cho người ta. Bây giờ mình mua 19 đồng thì nó chỉ bán 5-6 đồng thôi. Đúng rồi, nó không sao hết, mình mua vậy. Thành ra là thì ông xã tôi ở vui khổ được lắm. Sau này rồi thì vẫn sau rồi thì vẫn lên trên khối đỉnh lại vẫn lên vẫn nằm một lại, mà tôi nhà tôi là người biết là cướp á, nó cướp với nhà tôi tặng căn nhà, còn là giấu được 2 căn, yeah. 2 căn thì làm thêm 3 căn là 5 căn, mình giấu được 5 căn, yeah. Là mình sau mình ở 2 căn còn 3 căn mình làm nhà cho về dịch lễ, xong cái nó bắt trả tiền lãi cho nó ăn hết rồi. Yeah. Không có còn tiền để mà trả nữa đâu. Trời ơi, tiền vào nhà tôi mà, trời ơi, vô nhà tôi ấy, nó khám nhà để mà nó lấy nhà. Vô nhà tôi, 2 mẹ con tôi, lúc mà nó tịch thu những cái nhà kia, nhà 2 mẹ con kia đâu có nhà ở nhà đâu. Yeah. Sáng ngày người dậy là đi ra một chợ rồi. Yeah. Chứ ở trong nhà mình nó khám mình, nó lấy vàng của mình. Nó lấy vậy thì sao? Thế là 2 mẹ con cứ sáng ngày cứ vác ra một chợ, đi ra một chợ. Thế xong bắt đầu thì là tụi nó nói, má với chị đi chợ rồi. Thế nó bảo đi kiếm về đây, bắt đầu mình gửi người ở ngoài chợ mà ăn con nhà mình gửi ngoài nó, xong bắt đầu chị về thì không, nên là nó chỉ về để giúp quần giúp quá thì nó quần sẽ làm được cái đời nhà tôi bị tịch thu tặng cho anh nhà. Nhưng mà sau này khi mà chị bị sau này là có không lấy được, không lấy được. Sau này nhà tôi có đứa em gái cứ nó lấy cái thằng đó con của cán bộ bưu đó, mà ra mà anh bội mà kiện để mà lấy nhà đó cũng không được. Nó nói 75% vậy thì thôi cho ta khỏi thèm làm nữa đi, 75% nhà cũng mẹ của tao rồi còn gì nữa mà tao lấy nhà làm gì. Vậy là tôi nhà tôi cứ có là ở dưới nhà đó, rồi bắt đầu với đứa em á thì nói chuyện với chồng thì bạn hoặc là cũng cho tiền để tụi nó mua nhà một đứa mỗi, lúc đó lại mỗi đứa mỗi cặp, thì bây giờ mỗi đứa ở riêng ra chứ không còn và không còn nhà để mà ở chung nữa, mỗi đứa mỗi chỗ mỗi đứa mỗi chỗ. Khi nào thì hai cô và gia đình qua định cư ở Hoa Kỳ? Khi năm 93 thì bắt đầu là nó kêu đáng lý đi từ năm 90, nhưng mà là lúc đó ông xã tôi nói thôi sợ quá, đi cải tạo sợ quá rồi. Không biết là không làm tôi là không có đừng có suối tôi á làm mà giấy tờ sớ, nó bốt tôi vô một cái, bây giờ tôi già rồi. Thì ai cũng sợ cái đó. Tôi già rồi, tôi mà mình người đang sống mình cũng sợ nhất. Tôi già rồi bây giờ mà bắt tôi vô thì chắc tôi chết rồi, không có làm được đâu. Nó bắt tôi làm giống như trâu là phục vào chỗ cái đám cỏ đó, xong bắt đầu kéo đi như này để cho cỏ bừa nó lên, thì bây giờ tôi không có làm được cái đâu. Thì thôi khỏi làm thì mình ở đây mình cứ làm
làm rẫy đó, cứ một mộc cà phê đó nào mình cứ quậy mà làm, cứ quậy làm xong mình thấy người ta đi đi rồi đi làm một cái đầu chưa làm cái đầu năm 92 cuối tháng này một tên đồ một tên đồ cuối cùng mấy năm 93 đó thì là bắt đầu năm 92 mới làm cái là bắt đầu là HO 24 thì nó quá xa đi, xong nó rồi xong cuối cùng đó là nó xét lại nó nói là 10 năm 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 10 năm
đâu có ở đây đâu. Mấy người nó cản đường đi cho nó không. Ở xứ này nóng quá thì chị không nổi. Người văn thật thì nó cũng gần gần giống như Đà Lạt. Nóng quá chị không nổi. Cô cứ đi trên lò mà mình vô cái thẳng đó là thẳng nắng. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, ui dạ, nắng. Thế là bắt đầu tới tháng 9 là tôi đi hỏi tôi chưa. Tháng 9 là tôi được nghỉ ngày làm đây á. Phóng qua bên là lúc đó vé quay nó bán cho 35 đồng một vé. Hai nó con đi 35 đồng là mấy chục đồng mà con đi. Đi qua bên đó, qua bên đó đi vô nhà người bà con á. Cái con em nó nói mẹ nó là em mẹ tôi. Nó mới nói qua bên đây ở đây thôi. Là 800 ở cái cây lên nhà tao bà thằng cha 800 ở đó ở nó phải là ăn cướp đó. Tại vì mày sợ con mình chứ nó đến cái tuổi đó thì nó cũng nó ăn cướp thì làm thôi. Nhắm cái lắm ở cây lên, nếu mà tao ở cây lên đã có nhiều người tôi sai qua cây lên lắm rồi mà chị không dám ở cho tao ở bên Arizona. Bây giờ ôi chị lại gặp ông cậu nghe ở bên Arizona cũng lại qua nhà nó không chơi với ông cậu nó mày ở đâu mày cháu đang ở bên Arizona mà ông nói chứ mày có biết là tao đi qua Arizona mày biết. Xin lỗi, ta xe, tiền xe, cho cái lò mà nó liếm xuống, cha nào cũng nắm xuống mà. Có một người mà nhà ở đó mình chịu sao nổ, nó là thì không nổ thì cũng phải nổ chứ giờ làm sao? Thầy cũng mở được mà. Không nổ thì cũng phải nổi. Giờ ông bảo cho thôi qua bên đây đi, khi qua bên đây làm linh cho cậu. Ban ngày thì đi làm linh, à ban đêm thì đi làm linh, ban ngày thì đi làm hàng để lấy gọi là giá. Về đó là ba má con, thằng thứ nhất với lại cái con út với lại tôi là ba má con lái xe đi mua cái xe lúc đó là mua cái xe 1.7 vậy là nó ôm thở mãi mình cảm tiếp rồi đó 1.7 lái từ đó qua Cali mà thằng con tôi mới có lấy bằng lái xe mới có 2 tháng à mà lại thì qua Cali mà qua bên đó là 5 giờ chiều trời ôi mướt nó đứng xe vô trong phố nó đứng xe chịu không nổi. Tôi nói con ơi sao mà nó đứng xe quá vậy, thôi mình nhường chỗ nào đi để cho đến tối không có xe nữa, ở đây lúc nào cũng xe như vậy mà nó làm sao tôi cứ để con lái đi. Như vậy mà nó cứ vậy đi nó cứ lái như vậy mà tới nhà con em đó mình lại đi đi hướng rồi xong vô đó rồi cái ngày hôm sau làm lại với họ HO 43 là chấm dứt. Xong rồi sau lúc sau nó lại có
mấy năm sau nó an ủi giải an ủi là 2 năm rưỡi đi thật sự ra là 2 năm khi được đi không không có những người nó không phải người ta vẫn 3 năm chứ có 2 năm nữa đâu nhưng mà giấy tờ giấy tờ đó nhưng mà trong khi mà ở bên này ấy, khi ở bên này thì cái cuộc sống của mình so với bây giờ ấy, thì nó ổn định chưa? Có cái sau cái ngày bây giờ khi mình ở lại bên này ấy, thì những cái ngày tháng mà sau khi 30 tháng 4 ấy, khi qua lại bên này ấy, thì cái cảm giác của mình như thế nào? Khi hết lại cái này phải nói là vui mừng, yeah. Máy bay cất cánh rồi mới hết khỏe. Mình chắc là đi mà tôi còn có một cái tai nạn nữa là xách một cái giỏ quần áo neo mà xách một cái giỏ quần áo này thôi là tụi công an nó thấy tụi hải quan nó thấy vậy nó cái người đến cửa mình đi rồi nhưng mà mình mua được cái chứng nhận đầu gia đình rồi thì mình không có để ship có gì ấy thế là nó qua hai vợ chồng còn lại cái đúng một cái năm họ với nhau rồi đúng không 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 đúng không. Nhưng mà dù gì nữa thì cái đất nước bên này thì họ đã cũng mình thấy dù họ không có bài có hoặc là có bổ phận nhưng mà họ cũng đã mở cái lòng để mà đón những người Việt Nam chúng ta qua bên này. Người hoàn toàn mở cái bao chưa? Yeah. Rồi thưa quý vị và ngày hôm nay chúng ta có thời giờ tiếp chuyện với cô Dung và cô Anh về những cái cảm nghĩ về những ngày 30 tháng 4. Rồi người cảm ơn hai cô đã đến với chương trình. Chúc hai cô lúc nào cũng khỏe và luôn luôn lạc quan, vì cái lạc quan, cái niềm vui của mình sẽ giúp cho mình chúng ta cũng trẻ và khỏe hơn. Một lần nữa cảm ơn hai cô đến với chương trình Việt News USA. Dạ, cảm ơn Trọng Phúc đã ưu ái cho hai bà già này. Vâng. Rồi xin chào tất cả các quý vị khán thính giả. Dạ, chào hai cô. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Đừng quên bấm nút subscribe cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn. Thêm năm mới, Annie Vũ xin kính chúc quý khán giả, quý khách hàng và bạn hữu một năm mới Tân Sửu an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Ngày đầu năm mới, Annie xin được nhắc nhở đến quý vị, năm 2021 đã được bắt đầu với thị trường chứng khoán chao đảo dữ dội, thay đổi bất thường, khó dự đoán. Nên xin quý vị hãy quan tâm đến số tài sản quý báu của gia đình, phải được bảo vệ và luôn sẵn sàng khi cần đến. Với những dự phòng tài chánh của các quỹ hưu trí 401k, 403b cần phải được phát triển trong sự an toàn để quý vị sử dụng khi về hưu. Annie Vũ và Ted Ngô là những chuyên gia tài chánh kinh nghiệm sẽ giúp sức bảo vệ giá trị những tài sản quý báu đó của quý vị. Năm 2021 sẽ là năm thành công, đại thành công của quý vị với Annie Vũ, Ted Ngô và New York Life. Chúc mừng năm mới!